Ok. Ok. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Ok, Lâm Du, Lâm Du. Ờ, khoan. Đi trường đi luôn à? Anh đi rồi. Anh làm gì? Okay. Các bạn ơi, Đông Xu trả lời trường sẽ dịch because I cannot speak Vietnam. Okay, you speak Vietnam. Sup. Chào các bạn nha. Người hỏi tiếng Anh. Các bạn hỏi tiếng Anh được chưa? Dịch được chưa? Không. Trường ơi, trường em đứng gần ở đây dịch cho. Okay, chào chào. Chào chào. Hai thằng siết tay nhau được càng tốt chứ sao? Không. Ok. 5 phút thôi. Trường đứng hơi chéo chéo ra để nó không vào máy. Đấy được rồi. Oh, okay, okay. To the camera. Yeah. Look at the camera. Okay. Anh phỏng hộ đây rồi. No one wants to ask you. But who asked me? Mọi người hỏi cái tiếng Việt đi, xong rồi dịch sang. Ai lấy Facebook của Đông Xu? Who hacked your Facebook? Xuân Trường là một người rất hiền thì cũng như hôm ấy lại thấy Xuân Trường nổi nóng, không biết là vì sao khi bạn đã làm gì thì Xuân Trường nổi nóng. Everybody knows that I'm very I'm a kind person, very nice. Okay. I was angry to you. Can you explain why? We talking about the game after the game because we was angry because we wanted 3 points. I think everybody wanted 3 points, you know. But ở sau trận đấu chúng tôi có một chút thất vọng bản thân tôi và tôi biết là tất cả các cầu thủ khác cũng vậy. Ai cũng muốn có được 3 điểm ở trận đấu đó. That's why we was angry and I was a little bit emotional, you know. Thật ra bản thân tôi lúc đó cũng hơi nóng nảy quá một chút. And so when you have a problem we can talk and then finish, that's it. I don't take like a personal. Và khi có bất kỳ vấn đề gì thì tôi cũng nghĩ là cái việc nói ra những cái suy nghĩ của mình và cùng nhau tranh luận, cùng nhau thảo luận để giải quyết ngay lập tức thì nó là cái điều rất là tốt cho đội bóng. Nên tôi không giữ nó cho riêng mình cái vấn đề đó. Bây giờ thì Kim Dong Su thấy Lương Xuân Trường là người như thế nào? Now, what do you think about me? Okay. After the game, I'm not angry about him. Sau trận đấu tôi không có bất kỳ cái gì gọi là giận dữ về cậu ấy cả. Because I wanted a 3 points, but this result is not what we want, you know. That's why I was angry. That's why I shouting. And như tôi đã nói, cái lý do mà tôi nóng giận bởi vì tôi muốn đội bóng có được 3 điểm ở trận đấu. Now we are okay because it's like it's normal, you know. We can talk and then finish. We don't take like personally and yeah, it's it. And we have just focus on the next match. And còn bây giờ thì mọi thứ rất là bình thường, như bình thường thôi. Chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, trò chuyện với nhau, bàn luận về tất cả mọi thứ và cái điều quan trọng nhất là tập trung vào trận đấu tới. Kim Dong Su nghĩ nào về Pedro Paulo? Ngoài ra lại có phương án gì để ngăn chặn tình trạng tiếp theo? You know Pedro Paulo? Pedro. Yeah, I know. What do you think about him? I know he's a good player and he has a quality. Anh ấy là một cầu thủ giỏi và rất là chất lượng. And not only just him, because I know this team because they won last season the champion. Không chỉ Pedro thôi mà tôi biết đội bóng này bị so rất là mạnh. Họ đã giành vô địch. We prepare like one team and together and maybe. Nên chúng tôi cố gắng cùng nhau đoàn kết để chuẩn bị thật tốt cho trận đấu này. We try to from the first minute with everybody concentration and we just follow the contact our quality and more have a confidence then we can get the 3 points, I think, yeah. Và tất nhiên ở trận đấu này để làm được điều đó thì chúng tôi phải cố gắng ngay từ những giây phút đầu tiên với sự tập trung và với sự tự tin của mình. Tôi hy vọng mà đội bóng của tôi sẽ giành được một điểm trở lên. 7 điểm sau 4 vòng cũng phải khởi động tốt ngoài Đà Lạt. 7 points after 4 matches, that's a good start for the team. After the 4 matches, 7 points is good or not? Yeah, I think this is good result because first match is kết quả khá là tốt. We need to adjust to play and trận đấu đầu tiên thì chúng tôi cần thời gian để thích nghi. We didn't have time too long time to get the training. Có thời gian, đặc biệt là cầu thủ ngoại binh cũng có thời gian để cùng tập luyện, chuẩn bị mùa giải của đội bóng. Better and better, so yeah. Bây giờ chúng tôi đã trở nên great. Tôi cảm thấy đã tốt hơn rất là nhiều.
Ở Gia Lai thì có nhiều đồ ăn Hàn Quốc không? Nó có gây khó khăn gì cho Kim Dong Su không? Do you see any Korean food in Pleiku? And how's your life in Pleiku? Oh yeah, I like, and they people is like a very kind, and does they take Gia Lai Pleiku. Every time when I say hello, then they smiling and yeah. Mọi người nó rất thân thiện. Tôi gặp mọi người là chào hỏi. Mọi người đều cười lại. It's same in Korea. It's in my home, you know. Yeah, tôi cảm giác như đang ở nhà. Được đối đầu với một đội kim vô địch Việt Ten thì đem cảm giác gì cho Kim Dong Su? How do you feel about the next game? This we play again the champions. Yeah, so it's for me. It doesn't matter who we against who. We have confidence against who. It's we league is. I think they have everybody quality. You know, every match is very hard, and we need to try our to the best. And yeah, just keep focus and concentration. Đối với bản thân tôi thì tôi không quá quan trọng là cái việc mình sẽ đá với đối thủ nào, bởi vì ở V-League thì các cầu thủ đều rất là chất lượng, đội bóng nào cũng vậy, nên là chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu từng trận một thật tốt. Okay, thank you and good luck. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Good luck. Rất tuyệt vời.